Xin được mến chào các thính giả. Bây giờ phải chào như thế nào trong tuần này cho nó ngầu để Diệu Minh? À, phải chào là 2F0 xin chào các thính giả. 2 đương kim F0 xin chào các thính giả. Tôi nghĩ là không có một cái chương trình nào đặc biệt tới mức độ là 2F0 cùng lên sóng đâu mọi người. Không, Diệu Minh à, trước chương trình chúng ta đó. À vậy hả? Có online 360 nữa. Minh Phương cũng F0 mà Diệu Minh. Trời đất ơi, F0 bủa vây vậy đó hả? Em nghĩ á, đây sẽ là những cái chương trình rất là đặc biệt mà mình phải lưu lại vào một cái folder riêng á chị Kim Thanh. Vì làm gì có cái chuyện mà một chương trình có thể tập hợp được rất nhiều F0 như vậy. À, nói vậy mới nhớ luôn nha. Cái chợ tốt cuối tuần nó lại còn ghi nhận kỷ lục luôn á, là 3F0. Là tại vì Kim Thanh với Minh Phương là F0 và anh Đỗ Hoàng Dương chuyên gia anh cũng F0. Yeah. Hay, cái này gọi là cười ra nước mắt nha mọi người. Chứ mà đừng có nghĩ ra là chúng tôi cười là chúng tôi vui sướng với lại cái câu chuyện này, không có đâu. Mặc dù cái này là cái trend nhưng mà không có ai muốn đu theo hết. Nói chuyện thì nghe có vẻ rất là tự hào, chứ hôm nay là Kim Thanh bị giật gần chết mấy ngày luôn á. Diệu Minh thì sao? Minh là thương chị Thanh lắm luôn á, nên là bây giờ ngồi dậy thu, chứ mọi người có thể nghe giọng Diệu Minh là bữa nay là bass không rồi. Đó là mọi người hiểu rồi. Có người giọng bass, có người giọng trép, rồi Kim Thanh trép cho nó vừa. Ok. Kim Thanh là bị từ tận tuần trước luôn, cho tới tuần này thì giọng của mình nó ổn lại rồi. Còn trong khi Diệu Minh là tân F0. Sao chị cười có vẻ sung sướng quá vậy chị Thanh? Em nó còn non xanh chưa trải sự đời, cho nên là bây giờ cái giọng nó vậy thì giống như Kim Thanh những ngày đầu thôi. Chị cười có vẻ sung sướng quá ha chị ha. Tại vì chị cảm thấy là tôi không cô đơn. Không, đúng là hai chúng ta phải rửa xả Châu Đăng Khoa. Bởi vì để cho hai bà chị già lụm cụm bệnh như thế này mà phải lên sóng, trong khi bản thân mình thì đi đâu mất tiêu, có đúng không? Đồng chí đó là bây giờ không thèm nói tới luôn nữa, còn bày đặt tác vô kêu Kim Thanh là coi livestream live show Sophia gì đó, nghĩ sao? Thực đơn âm nhạc tuần trước khi mà em thu với Châu Đăng Khoa thì Châu Đăng Khoa cũng có thể hiện cái sự áy náy với lại chị Kim Thanh, chứ không phải là không. Tức là Khoa nói là ai biết đâu tự nhiên cái rơi vào trúng ngay tuần chị Thanh là cái tuần em bận, chứ em không phải em cố tình. Tôi đâu có quan tâm tới cái chuyện đó nữa đâu, cố tình hay cố ý, bây giờ tôi không quan tâm nữa. Trái tim tôi bây giờ chỉ có Diệu Minh thôi. Chị nói vậy thôi, chứ mà xong chương trình này chị cũng mở lại chương trình trước nghe để coi coi là quỷ đó nó nói cái gì nè. Thật sự là chỉ quan tâm với Diệu Minh thôi, mọi người thấy không? Tới nước mà Diệu Minh mà F0 mà Kim Thanh còn bắt thu mà. Thật sự luôn á, chị thấy chưa? Không ai thương chị như em đâu, chị nhớ nghe chưa? Chị nhớ ngày này, tháng này, năm này nghe chưa? Ok, chị sẽ cất cái file này vô một cái folder rất là đặc biệt để dành mỗi năm mở ra mấy lần để nghe. Thật sự luôn á, này là kỷ niệm nghề nghiệp nha, kỷ niệm nhớ đời nha. Nhưng mà dù sao thì mặc dù 2F0 của chúng tôi có trục chặt chút xíu về sức khỏe, nhưng mà tinh thần thì vẫn luôn phấn chấn, và quan trọng là vẫn đủ sự minh mẫn để phục vụ mọi người, vẫn nghe nhạc, vẫn có thể nhận xét được, đúng không? Chị sao mọi người nghi ngờ về cái nhận định của tụi mình tuần này hay sao? Thiệt ra là chị có nghi ngờ bản thân một chút xíu. Hồi đó, tại vì có một cái MV mà chị xem, chị cảm giác là hơi không hiểu lắm. Tại vì lần đầu tiên chị xem MV mà chị cảm thấy là tự vấn lương tâm là có hiểu hay không. Nè nè nè, để coi coi là em với chị có giống nhau cái MV đó hay không nha. Em cũng có một cái MV em không hiểu nha chị. Ok, rồi, một lát chị em mình nói chuyện. Yeah. Mình vô list tuần này là mình với những giai điệu rất là trẻ trung sôi nổi của Someday, với hai gương mặt cũng rất là mới là Summer V và Ricky. Kim Thanh có tìm hiểu thông tin thì bạn Summer V này mặc dù là bạn nữ nhưng mà đến từ nhà OTD luôn thì phải. Còn Ricky, rapper, bạn này là tham gia vào thị trường rap cũng khá lâu rồi, thỉnh thoảng có giới thiệu một số bài của bạn á. Mặc dù tìm hiểu chi tiết thì chưa, nhưng mà có một số lần Kim Thanh cũng có vô tình giới thiệu bài của bạn đó fit với những người khác. Đây là một bài hát dễ thương, và cái phần MV thì cũng được thực hiện khá là chỉnh chu. Tuy nhiên, để mà Summer V và Ricky có thể tạo được một cái ấn tượng với lại mọi người á thì sẽ phải cố hơn nữa. Còn đây là một cái sản phẩm mình có thể xem giống như là làm quen. Giống như là khi Diệu Minh xem cái bài Someday này thì biết là có một cô gái là Summer V và một rapper là Ricky, nhưng mà nó chỉ dừng ở mức đó thôi. Còn để có được những cái hiệu quả cũng như là những cái ấn tượng sâu sắc hơn thì chắc là sẽ phải chờ các sản phẩm sau của các bạn. Kim Thanh thấy cái bài này nó hơi đều một chút xíu ở cái phần giai điệu đó, Minh có thấy vậy không? Thì đó, ý em nói là vậy đó.
nó chưa có một cái điểm nhấn đặc biệt. Trong cái thời buổi này thì làm MV ở một cái mức độ đó đối với một tân binh thì Kim Thanh vẫn có thể chia sẻ được. Chứ bây giờ đầu tư nhiều quá thì cũng rất là khó khăn, dịch giả phức tạp trở lại nè. Mà trong khi các bạn còn là những cái tên tuổi rất là mới. Nhưng mà Freaky độc rap thì Minh thích không? Một bài này thôi thì chắc là chưa đủ để nói, nhưng mà mọi người biết rồi đó. Rapper á, em nghĩ là cái sự cạnh tranh của rapper nó cũng khốc liệt không thua gì các ca sĩ đâu. Chính xác. Bây giờ rất là đông. Bình thường là ca sĩ là mình nhớ tên không nổi rồi, mà sau mấy mùa rap nữa là bây giờ số lượng rapper là chị em mình là thua luôn đó mình. Đúng rồi. Chúng ta tiếp tục với Người Yêu Tôi Lạnh Lùng Sắt Đá của Mr. Siro. Đây là một cái bài hát được Siro viết cho Game, và theo như em nhớ thì đây không phải là sản phẩm đầu tiên mà Siro hợp tác với Game đâu. Rất nhiều bài hát của Siro được các hãng game đặt hàng, mà đây cũng là một cái điều mình nghĩ là cũng là cái điều cần phải ghi nhận ở Siro. Bởi vì có thể là mọi người nói rằng là tại sao Siro lúc nào cũng theo một cái phong cách như vậy, nó có cái gì đó nó buồn, nó sầu, nó ballad, nó hơi chậm rãi, nhưng mà phải có lý do thì Siro mới được các hãng game đặt hàng hoài luôn á. Em nghĩ chắc có thể là lên đến quá con số 5 rồi. Và ở Việt Nam mình á thì game chưa có thực sự là một cái đế chế, nhưng mà nếu như mà chỉ cần nhìn sang nước láng giềng Trung Quốc thôi thì mọi người sẽ thấy thật sự game là một cái thế giới, nó tạo nên rất là nhiều những xu hướng, những câu chuyện mà nó ảnh hưởng đến cả tài chính nữa. Em nghĩ là trong thời gian sắp tới á, các game khi mà tấn công vào thị trường Việt Nam á thì sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Chị hơi không hiểu tại sao game á thì thường thường á là mình sẽ cần cái nhạc sôi động hơn để làm cho cái mood mình á tăng, nó hồi hộp chơi rồi mình thấy thoải mái hả? Chị lại thấy sao mà game thì mọi người lại tập trung vào cái nhạc, nó bị buồn nhiều quá nhỉ? Theo như em hiểu nha, em có coi một số bộ phim Trung Quốc á thì nó sẽ có một số bài chủ đề, và kể cả phim Hàn Quốc cũng vậy nữa. Thì đây là những cái bài được xem là bài chủ đề, giống như là series vừa rồi mà chúng ta thấy có 3 bài của Noo Phước Thịnh, Hồ Quang Hiếu và Eric đó. Trong đó là Eric là Chạy Về Khóc Với Anh á, là rất là nổi. Thì nó là một cái bài chủ đề thôi. Còn trong cái lúc mà mình chơi game thì nó vẫn sẽ có những cái âm nhạc sôi nổi và nó vẫn có những cái hiệu ứng tiếng động khác. Một người không hề chơi game như Kim Thanh cho nên là không có biết được cái điều này. Nhưng mà Minh có những xét gì về MV cũng như là các bạn người mẫu không? Em nghĩ đây là một MV có đầu tư, màu MV cũng đẹp. Với một cái sản phẩm đến từ một cái game thì nói như vậy là được rồi. Chị muốn nói chút xíu về người mẫu ở trong cái MV này. MV thì Vũ Hồng Thắng đạo diễn, cũng là một tên tuổi đúng không? Ừ. Bạn diễn viên nam thì hình như là bạn Thái Vũ. Chị không rành Thái Vũ, nghe nói cũng hot lắm vì rất là đẹp trai. Nhưng mà chị thì quan tâm đến bạn diễn viên nữ hơn là bạn Minh Hà. Vui lắm là tình cờ Kim Thanh đọc được một cái bài của một cái trang mạng á, có một bạn chụp một cái bộ hình mà nhìn là tưởng là Trương Tử Di luôn, tại vì nó giống quá luôn. Bạn này giống Trương Tử Di cái hồi còn trẻ, hồi Đường Về Nhà mười mấy 20 tuổi, giống y thật luôn á. Sau đó mình lướt New Fish thì lại vô tình cái mình thấy bộ ảnh đó. Trời, là chị có friend list với bạn nữ đó mà chị không biết luôn á Diệu Minh. Vậy hả? Giống như là em hồi đợt có friend list với lại Tam Triều Dân mà em không hề biết, cho đến lúc cái bộ phim điện ảnh gì mà cái cô bé đó có đóng ra mắt em mới biết á. Không biết là accept cô bé này từ lúc nào, và tới chừng mình nhìn hình avatar rồi cái này cái kia mình thấy à cô bé này giống thật. Thật ra có những cái tấm hình mặt mộc này kia thì mình thấy là cũng hơi khác. Và trong MV này có những phân cảnh thì mình cũng thấy hao hao Trương Tiểu Chi, và cũng có những phân cảnh thì khác. Nhưng mà tụ trung lại là bạn này có cái nét rất là giống Trương Tử Di. Và sau một khoảng thời gian là mẫu ảnh thì hiện giờ bạn được quan tâm nhiều hơn để mời đóng một số MV. Kim Thanh biết là một số MV sắp tới là cũng có bạn này tham gia. Một số người thì nói là bạn nên là chịu khó tập casting ở bên điện ảnh hơn. Và nhờ có Facebook của bạn này cho nên là Kim Thanh mới biết là anh Dũng Yoko mới vừa là một cái bộ ảnh cùng với bạn này theo phong cách là những cái bộ phim Hồng Kông á thời xưa đó. Trời, một cái bộ ảnh quá đẹp, quá nghệ thuật, thật sự rất là chất. Nếu mà mình quan tâm thì có thể tìm xem. Và phải lâu lắm rồi mình mới thấy là một người có một cái nét đẹp mà mình cảm thấy là mình thích đến như vậy. Không biết là có phải là do mình cũng rất là thích cái nét của Trương Tử Di rồi thấy bạn này hao hao rồi mình thích hay không. Nhưng mà đây cũng là một cái lợi thế của bạn này trong thời điểm này, nhưng mà cũng có thể sẽ là một cái bất lợi đó ha. Nói chung là nam nữ chính của cái MV này đẹp, đẹp trai đẹp gái. Chúng ta đến với ca khúc tiếp theo, đó là Tan Biến,
một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do Hoàng Dũng và Quân AP thể hiện. Nguyễn Hải Phong ngày xưa là sáng tác bài này rồi tự hát luôn á, Minh có nghe qua không? Có chứ, bài này hát với lại Em For You nè. Và thậm chí là em đã từng nghe rất nhiều version của bài hát này qua rất nhiều thế hệ ca sĩ hát nha. Đây là một cái bài này mà cũng rất hay được các bạn thí sinh mang đi thi trong các cuộc thi âm nhạc, bởi vì nó có thể thể hiện được cao độ của các bạn á. Và nó cũng là một cái bài có melody rất là bắt tai, thông điệp ý nghĩa cũng rất là hay nữa. Qua bao nhiêu thời gian cho tới bây giờ chị vẫn thấy là nó không có bị lỗi thời. Dạ, yeah, và tự nhiên nghe bài này xong cái em muốn nhấc điện thoại lên gọi cho anh Nguyễn Hải Phong ngay lập tức. Tại vì thích quá hả? Anh ơi, anh làm giùm cho em một cái dự án này. Em đang có một cái dự án này, em cần một producer xịn xò như anh. Ủa, ngại gì Minh ơi, F0 không lây qua đường điện thoại. Đúng, 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 ok, mai gọi, mai gọi. Quay trở lại với Hoàng Dũng với Quân AP đi nào. Em rất là thích cặp đôi này, em thích từ hồi hai bạn cover chung Nơi Này Có Anh, và bài đó thì đã lọt vào top trending luôn rồi. Một phần là nhờ tên tuổi của Sơn Tùng và một phần cũng nhờ cái sự cover của hai bạn cũng khá là hấp dẫn và trẻ trung. Thì với cái bài Tan Biến này, đầu tiên mình không biết ai biên tập I Contact Lies. Mình biết ekip và Forest Studio, nhưng mà mình chưa có hỏi ai biên tập cái series thứ 5 này. Nhưng mà mình phải công nhận là các bạn chọn bài rất là tốt. Ví dụ như Tan Biến là một cái bài mà gần đây ít có người cover, thì các bạn chọn nó cũng mới mẻ. Ở góc độ biên tập thì em khá là thích cái sự kết hợp này. Nói về giọng hát thì nếu như mà những ai thích cái độ sâu lắng, cái gì đó mà nó có bề dày một chút xíu, thì có lẽ là sẽ thích cái version gốc hơn của anh Nguyễn Hải Phong và Em For You. Mọi người biết là Em For You hát là quá đỉnh rồi. Còn Quân AP với lại Hoàng Dũng thì sẽ ở cái góc độ là nhẹ nhàng hơn. Và có thể là đối với lại những người đã quen nghe cái version cũ thì sẽ cảm thấy là non hơn một chút. Nhưng mà với các bạn trẻ Gen Z thì mình tin rằng cái sự thể hiện này các bạn sẽ thích hơn, bởi vì nó gần gũi với lại phong cách của các bạn Gen Z. Nó nhẹ nhàng, nó chiêu chiêu thôi. Nó không cần phải gọi là thông điệp gì ghê gớm quá. Và mình nghĩ là ở mức độ này thì Quân AP và Hoàng Dũng đã cover được khoảng 80% bài hát này. Những điều mà Diệu Minh vừa nói thì Kim Thanh cũng không muốn phải bổ sung thêm gì, vì ý kiến Kim Thanh cũng giống như vậy. Và đặc biệt là Kim Thanh rất là thích giọng hát của Nguyễn Hải Phong. Những cái bài mà Phong sáng tác và Phong hát đều có một cái thần rất là riêng. Thanh cũng rất là hay nghe những cái bản như vậy. Thành ra Tan Biến thì đối với Kim Thanh mang dấu ấn của Nguyễn Hải Phong nó khá là nặng, cho nên là những cái bản sau này nếu mà có cover thì mình cũng có thể nghe tham khảo, chứ mà gọi là thích thì vẫn thích cái bản gốc hơn. Ca khúc tiếp theo mà Kim Thanh với Diệu Minh chia sẻ với các thính giả đó là Còn Chi Đâu Nữa Anh của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với sự thể hiện của Á Hậu Hà Thu. Cái cách đặt tên Còn Chi Đâu Nữa Anh, tự nhiên mình nhớ lại cái bài của Cường mà đặt cho Hoài Lâm ha, nó cũng na ná kiểu này. Không phải chỉ cái tựa đâu, mà kể cả em nghĩ là phần tiết tấu và một số chỗ thì mình khi mà mình nghe, mình không nói nó giống, nhưng mà rõ ràng là làm cho mình nhớ tới Buồn Làm Chi Em Ơi. Tại vì là Cường không có viết quá nhiều bài mà gọi là có cái tinh thần bolero á, thành ra khi mà viết vào mình dễ liên tưởng lắm. Và đúng như chị Kim Thanh nói là em khi mà nghe bài này em cũng nghĩ tới Buồn Làm Chi Em Ơi đó nha. Dĩ nhiên là có một người sáng tác thôi, cho nên là cái màu của họ thì nó vẫn phải có một cái dấu ấn đặc trưng rồi, đó là chuyện đương nhiên. Và cái MV chị hơi khó hiểu là MV này nè. Em nghĩ là em với chị nói cùng một cái MV, bởi vì thật ra là trong cái list ngày hôm nay á thì đây là một cái MV được đầu tư nhất. Đúng và rồi. Mình biết là nhìn vô là rất là tốn kém, nhưng mà chính vì là nó được đầu tư, nó có câu chuyện nên là mình bị khó hiểu. Còn những cái bài khác người ta chỉ đứng hát thôi, đâu có cái gì đâu mà hiểu chứ không hiểu, đúng không? Đúng rồi. Em cũng tập trung coi, nhưng mà tại vì là mình cũng chỉ coi một lần thôi, mình nghĩ là có thể nếu mà mình coi tới lần thứ hai thứ ba thì mình sẽ hiểu hơn. Còn lần đầu thì mình không hiểu lắm, mà khổ một cái là cả Diệu Minh và chị Kim Thanh đều không đi họp báo. Chứ nếu mà đi họp báo thì chắc là hai chị em đã hiểu nhiều hơn rồi. Nhưng mà vì không đi họp báo nên hai chị em cũng coi ở cái mức độ là khán giả. Thì tóm lại là chị hiểu như thế nào nè? Nếu mà cho F0 đi họp báo dám cũng đi thử. Tại vì mấy bạn có nói đùa là showbiz bây giờ F0 hết rồi. Tức là các bạn cũng đã khỏi bệnh hết rồi đó. Mình là dạng F0 muộn màng đó Diệu Minh ơi. Thì đây á, là một cái MV của Vũ Hồng Thắng và biên kịch Minh Châu. À, Minh Châu mình quen, đúng là mình có thể hỏi Minh Châu là tại sao lần này em làm một cái kịch bản chị khó hiểu như vậy.
trong cái list tuần này tới hai cái MV của Vũ Hồng Thắng luôn. Một bài của Mr. Zero và bài của Hà Thu. Cái MV này không phải là khó hiểu mà là do một là quay quá dài xong rồi sau đó bắt buộc phải cắt lại, phải bỏ bớt quá nhiều. Thứ hai là thiếu suột hay là như thế nào đó. Cho nên là sẽ tạo cho người ta cái cảm giác mơ hồ, người ta không có hiểu rõ. Cái ý tưởng xuyên suốt của cái MV này á, chị hiểu đó là cái thời xưa về cái sự mà năm thê bảy thiếp và kể như là những người kia là phải chịu cái kiếp chồng chung á. Cái ý đồ nó là như vậy. Nhưng mà có những cái phân đoạn, có một vài cảnh tích tắc á, mình còn tưởng là hai cô nữ là có tình cảm với nhau cơ. Rồi ủa sao lại lúc sau lại là như vậy. Mình nói ủa là sao là sao. Tức là cái ý của MV là chia ra để mỗi người cho họ thấy một cái thân phận khi mà năm thê bảy thiếp, khi chịu một kiếp chồng chung thì bản thân mọi người sẽ phải chiến đấu với con người trong mình và chiến đấu với những cô khác rồi này nọ. Nhưng mà nếu mà Kim Thanh hiểu đúng như thế thì MV này làm hỏng tới, hỏng ra được. Giống như là phần kịch bản, cái phần đường dây á, để giúp cho người xem hiểu thì là họ vẫn chưa đủ hiểu được á. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng ghi nhận đây là một cái sản phẩm rất là chỉnh chu cho một người đẹp muốn khẳng định mình ở cái con đường âm nhạc. Dù là mình hiểu là có một cái khó khăn cho các người đẹp, đó là những cái định kiến. Bao giờ người đẹp hát cũng bị định kiến là nó là một cái cuộc dạo chơi thôi, chứ nó không có gì nghiêm túc hết. Và để vượt qua được cái định kiến đó thì chắc là Hà Thu sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhưng mà em nghĩ là thôi, như vậy thì cũng là một cái sự ghi nhận rồi. Và một lần nữa thì cảm thấy Nguyễn Minh Cường dạo này rất là có duyên với các người đẹp rồi, đúng không? Đúng rồi, không biết bà xã có ghen không ta. Bà xã cũng đẹp mà. Đẹp thì đẹp mà ghen thì ghen, ai cấm ghen đâu. Nói chứ Nguyễn Minh Cường thì cực kỳ thương vợ, nhìn thấy hai vợ chồng rất là yêu thương đồng thắm cùng với nhau. Quay trở lại cái sản phẩm lần này của Hà Thu á, là cái chuyện mà cái MV nó hơi khó hiểu là một cái góc nhỏ thôi mọi người. Cái chính là cái MV được đầu tư rất là công phu. Thời điểm bây giờ hiếm có người mà chịu đầu tư một cái MV tới mức như là Hà Thu gửi đến cho chúng ta như vậy. Và Kim Thanh có đọc thông tin thì biết là cái sản phẩm này là thực ra là được chuẩn bị từ lâu, sản xuất cả 2 năm trước, nhưng mà cứ vì dịch cho nên là đẩy tới bây giờ mới được tung ra nè. Nhưng mà may là cái bài hát này, cái câu chuyện này, dòng nhạc luôn á, nó không phải là cái kiểu theo trend từng lúc, cho nên là thời điểm này tung ra mình cũng không hề thấy nó lạc hậu. Cung cấp thêm một chút xíu là Hà Thu á, là ngày xưa khi mới đoạt Á Hậu thì Kim Thanh cũng có biết bạn này sơ qua rồi, cũng có ở trong friend list của Kim Thanh thì theo dõi cái hành trình của bạn cũng kỹ. Hà Thu có tham gia một cái chương trình là solo cùng Bolero bên truyền thông Khang thực hiện và bạn cũng đạt được một cái vị trí rất là tốt. Phải nói là Hà Thu hát Bolero tốt đó Diệu Minh. Chỉ có điều là không hiểu tại sao là trong cái bản Còn Chi Đâu Nữa Anh này á, thì không đã bằng khi mà Hà Thu hát live. Phải nghe, cảm giác nghe Hà Thu hát live vẫn thích hơn. Chúng tôi xin được tiếp tục với chương trình ngày hôm nay cùng ca khúc Yếu Đuối, một sáng tác của Hoàng Dũng với sự thể hiện của Bảo Anh. Đây là một trong số 4 ca khúc nằm trong Mood Show 3 của Bảo Anh. Tới 4 ca khúc đó là ca khúc Xin Lỗi, Một Ngày Mùa Đông, Yếu Đuối và Mặt Trời Của Em. Thì Kim Thanh cũng đã nghe qua một lượt 4 bài luôn. Thì trái tim của mình nghiêng về yếu đuối cho nên mình chọn bài này. Thật ra thì nguyên một cái series này em nghĩ là bài nào cũng ổn. Và một lần nữa phải khen Bảo Anh là càng ngày càng mặn mà hơn trong cách xử lý bài hát. Bây giờ là thấy Bảo Anh hát có màu sắc rất là rõ ràng rồi, chứ không phải đôi khi ngày xưa mình nghe mình sẽ cảm thấy hơi chông chênh, hơi chơi vơi. Còn bây giờ mình cảm thấy Bảo Anh hát tự tin mà chủ động lắm. Nhưng mà Minh thì nghiêng về ca khúc nào? Em thì thật sự là em thích Một Ngày Mùa Đông nha. Yếu Đuối bởi vì nó không phải là quá đặc trưng, nó là một bài hát hay. Và bù lại thì Yếu Đuối mình có vẻ nghe giống như là một bài hát mới vậy đó. Mặc dù là đã quen với lại giọng hát của Hoàng Dũng rồi đúng không? Nhưng mà được cái là nó không có phải là kiểu mà quốc dân. Thành ra là nếu mà một số người mà không có nhớ, mặc dù ai cũng biết là bài Yếu Đuối của Hoàng Dũng, nhưng nếu mà không nhớ giai điệu thì có thể sẽ nghĩ đó là một bài hát mới.
Còn với một cái bản cover quen quen thì em sẽ thích Một Ngày Mùa Đông. Đó là lý do mà chị chọn Yếu Đuối, bởi vì có cùng nhận định với Vũ Minh á. Tức là mấy cái bài kia nó quá quen thuộc rồi. Trong khi Yếu Đuối thiệt ra là chị cũng biết và cũng nghe nhiều, nhưng mà tự nhiên cái cách xử lý của Bảo Anh, cách phối làm cho chị cảm giác cái bài hát này nó mới mẻ, giống như là một cái bài hát mới. Thành ra là chị thích bài này và muốn giới thiệu bài này đến mọi người vì yếu tố đó là đầu tiên. Và cái bài thứ hai chị thích là cái bài Một Ngày Mùa Đông á. À, chúng ta giống nhau sao? Chắc là tâm linh tương thông. Tâm linh làn sóng xanh đó. Không, tâm linh em không. À, tâm linh em không, ok, tâm linh em không. Tiếp tục, Nắng Thủy Tinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với sự thể hiện của Avin Lu và Sunny Hạ Linh. Thì đây là ca khúc nhạc phim của bộ phim Em và Trịnh cũng dự kiến sẽ trình chiếu vào dịp 30 tháng 4 năm nay. Một lần nữa, nhạc Trịnh lại cho chúng ta thấy là thế hệ nào cũng có thể hát được. Đó là một cái điều rất là hay, nó có tính thời đại hoài. Nếu như mà bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh, Miu Lê đã từng cover Còn Tuổi Nào Cho Em cũng rất là dễ thương. Thì em nghĩ cái phần cover Nắng Thủy Tinh của Avin Lu và Sunny Hạ Linh cũng đủ để cho mình ngóng chờ bộ phim này. Mình có biết là cái bộ phim này tới mấy chục bài hát không Minh? Vậy á hả? Ồ, vậy là xem phim được nghe nhạc no nê luôn đúng không? Trời ơi, nghe thôi là đủ mê rồi. Và khi mà có trò chuyện sơ với Avin Lu về cái việc mà bạn đó hát riêng với ai, rồi thu chung với ai này kia, và phải làm mới hết tất cả mọi thứ, rồi mình nghe thật sự là mình rất là chờ đợi cái bộ phim này. Vũ Minh có nhận xét gì về Sunny Hạ Linh khi hát nhạc Trịnh không? Em vẫn đánh giá Sunny Hạ Linh là một cô gái có khả năng. Thành ra là em nghĩ là Sunny Hạ Linh mặc dù là hát không có được gọi là có chiều sâu bằng Miu Lê như là Còn Tuổi Nào Cho Em, nhưng mà đứng với lại Avin Lu, tức là cái phần song ca với Avin Lu trong này thì vừa phải. Tại vì thật ra thì Avin Lu cũng không phải là kiểu mà dạng team nội lực. Có nghĩa là Avin Lu hát ok nhưng mà bạn sẽ kiểu nhẹ nhàng thôi, chứ cũng không có phải là kiểu phô diễn. Thành ra là cái người bạn song ca cùng á cũng nên tương đồng như vậy để không có bị chênh. Thì em nghĩ là đó là lý do mà ekip của phim chọn Sunny Hạ Linh đó. Cái phần MV thì Minh có thích kiểu MV này không? Stop motion này nè. Em nghĩ là cũng ok, nhưng mà nếu mà teaser vài hình ảnh ở trong phim thì nó hấp dẫn hơn không ta? Tại vì cái kiểu mà hình ảnh trong phim thì hôm nay podcast cũng như cái này cái kia thì nó đã có một số rồi, còn một số họ sẽ giữ lại cho đến những cái trailer chính thức này kia. Nếu mà đưa vào trong cái MV này thì nó sẽ bị lộ rất là nhiều cái tình tiết và nó không có phù hợp với kế hoạch PR đó. Cá nhân chị thì chị lại thích cái này hơn, tại vì khi mà làm stop motion á, nó sẽ là cái câu chuyện riêng của cái MV này, chứ bỏ cái phần hình ảnh ở trong bộ phim vô thì nó bị lệch tông. Chẳng thà nếu mà bỏ hình ảnh phim vô thì phải làm một kiểu MV khác, chứ không phải là kiểu stop motion này. Và cái team làm cái MV stop motion này cũng như là cái team làm video cho cái MV này là hai cái team có thể nói là làm 3D, làm video và làm stop motion là đỉnh nhất Việt Nam hiện giờ. Phải nói là ekip Em và Trịnh là cái ekip quá là chịu chơi khi toàn xài đồ xịn thôi. Chúng ta sẽ khép lại chương trình tuần này với ca khúc Hẹn Ước Từ Hư Vô của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh với sự thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Đây là bài hát được Mỹ Tâm thể hiện ở trong cái My Soul 1981, đêm này là đêm thứ 3 đúng không? Và chị có hứa hẹn là đêm thứ 4, thứ 5 sẽ được gặp lại chung bằng một cái đêm diễn ở Đà Lạt. Đêm đầu tiên là nhạc sĩ Đức Trí, đêm thứ 2 là Khắc Hưng và đêm thứ 3 này là Phan Mạnh Quỳnh. Đều là những tên tuổi rất là gắn bó với lại Mỹ Tâm những năm gần đây. Trong cái đêm này thì ngoài việc cover lại một số bài hát của Phan Mạnh Quỳnh thì bài hát này là Phan Mạnh Quỳnh viết riêng cho Mỹ Tâm, cũng coi như là giới thiệu bài hát mới luôn trong cái show đó. Cá nhân em thì em thấy đây là một bài hát bắt tai. Có nghĩa là cái bài này á, Quỳnh sáng tác có ý có tứ đàng hoàng nha, chứ không phải là những cái bản ballad thông thường. Và cái cách xài giai điệu của Quỳnh á, là cái bài này là nó từ cái thời đầu tiên Phan Mạnh Quỳnh sáng tác á, bây giờ Quỳnh quay lại cái kiểu sáng tác đó, chứ nó sẽ hơi khác với lại một số những cái sáng tác những năm gần đây của Quỳnh. Nhưng mà vì vậy mà em thích hơn, bởi vì em rất thích những cái bài giai đoạn đầu của Phan Mạnh Quỳnh. Phan Mạnh Quỳnh là chị thích gần hết á, chỉ có một số bài thì mình thấy là cũng ok, chứ mà còn lại thì chị khá là thích nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Chị thì không có xem những cái đêm đó của Tâm, tại nói thẳng ra là
toàn là trúng những cái ngày mà cao điểm mình rất là bận, thành ra không có xem được thì mình cũng tiếc lắm. Chỉ tình cờ lướt chỗ này lướt chỗ kia thì mọi người có cut những cái clip nhỏ nhỏ để mình xem thôi, thành ra mình cũng không biết là cả cái show nó như thế nào. Nhưng mà chính vì á là mình cứ xem những cái lẻ lẻ như vậy, cái mình tự hỏi là ủa sao Phan Mạnh Quỳnh cứ ngồi im đó, Tâm cứ hát, còn Quỳnh cứ ngồi im như vậy, ngồi suốt luôn như vậy thấy tội quá. Không biết Minh có xem mấy cái đoạn đó không? Có, nhưng mà em thấy bình thường mà, Quỳnh đang ngồi thưởng thức thôi. Bài đó là Tâm hát một mình mà. Ý là chị vẫn muốn là thí dụ như phụ họa thêm xíu đội này kia thì có thể nó sẽ thú vị hơn chăng. Đó, bài riêng của Tâm mà. Nhưng mà đọc những cái comment của mọi người á là việc mà Mỹ Tâm cover những cái bài trước của Phan Mạnh Quỳnh á thì có những cái trường phái, ví dụ như có người thì thích, có người thì không thích. Nhưng mà với cái ca khúc Hẹn Ước Từ Hư Vô này thì mọi người lại rất là thích nha. Khi mà Mỹ Tâm lấy lại cái phần clip đó mà để quăng lên YouTube á thì nó cũng nằm ở trong những cái top đầu của trending ở phần music á. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã lướt qua rất là lẹ cái list của tuần này. Không biết là do chúng tôi không có thể chia sẻ được nhiều hay là do F0 Diệu Minh mệt mỏi đây. No, mọi người phải thấy rằng là 60 phút của chương trình hôm nay mọi người thấy một cái tinh thần lan tỏa năng lượng tích cực từ các F0, dù bệnh nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ, hài hước và rất là sung sức. Bởi vì những cái đoạn ho là Kim Thanh đã cắt đi hết rồi. Nếu mà như vậy á thì mọi người lại sẽ càng thấy thêm cái sự cống hiến của chúng ta, có đúng không? Đúng rồi đó. Dạ. Minh có thích bài nào không? Em sẽ vote cho Hẹn Ước Từ Hư Vô của Mỹ Tâm đi. Vì các bài kia là các bài cover thì nó đều hay như nhau. Chị thích ba bài cuối là bài Yếu Đuối, bài Nắng Thủy Tinh và bài Hẹn Ước Từ Hư Vô. Thì đó, nhưng mà bởi vì mấy bài kia là cover rồi nên là em chọn Hẹn Ước Từ Hư Vô. Yeah. Bây giờ lời cuối cùng thì có lẽ là cảm ơn Diệu Minh đã không quản ngại sức khỏe như vậy tiếp tục hỗ trợ Kim Thanh. Cái thứ hai nữa là Kim Thanh với Diệu Minh cũng rất là mong muốn các thính giả là trong cái thời điểm này khi mà Covid nó đang bùng phát trở lại thì chúng ta cũng phải thật là kỹ lưỡng. Bản thân Kim Thanh với Diệu Minh là cũng kỹ lắm đó, nhưng mà kỹ lắm nên bây giờ mới dính đó. Cho nên bây giờ mới dính, nhưng mà thật ra là nói sao Diệu Minh, dùng từ là nghiệp quật là có thật á. Tại vì trước ngày bị mấy ngày ấy là chị có đăng một cái tấm hình gọi là tôi lạc lõng giữa đám đông mà F0 nhiều quá thì lại này này kia. Tức là mình thấy là ai cũng F0 hết, còn mình chưa có F0, mình cảm giác như là lạc lõng á, mình viết chơi chơi thôi, cái xong cái nghiệp quật mình. Thật sự luôn, còn em là em nghĩ em bất tử rồi đó chứ. Bởi vì mình đã từng chăm F0 và mình không dính nên mình đã nghĩ là mình bất tử, nhưng không, mình vẫn hòa cùng đám đông. Chúng ta không đi ngược xu hướng phải không? Nói đùa chút xíu thôi chứ mọi người phải cực kỳ cẩn thận nha. Mình làm như thế nào thì cũng phải nhớ 5K và đặc biệt phải luôn khẩu trang nha mọi người, và hạn chế tụ tập những cái nơi đông người. Mọi người cũng hay chọc là ai rồi cũng sẽ F0 này nọ, nhưng mà thật ra F0 không có dễ chịu chút xíu nào. Ngay cả Diệu Minh đây rất là khỏe nhưng mà cũng có phải ho, cũng có sốt này nọ, và chúng ta trải qua cái cảm giác đó thì nó cũng không hề thú vị đâu, chưa kể là hậu Covid nữa. Cho nên mọi người cẩn thận nha. Thôi mình chào tạm biệt thính giả mình ơi. Xin được nói lời chào tạm biệt đến các thính giả nha.